Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em nhá. Thì chiều nay bắt đầu em gửi những cái bộ mic 4 dâu này cho bác và anh em làm sự kiện này là hát gia đình. Dòng mic này rất ok, với giá tiền là 1.900.000 bao ship. Thì trước khi gửi thì em sẽ hướng dẫn cho các bác và anh em cách lấy lại tần số sóng khi bị mất này, và muốn tăng tí độ nhạy cho tiếng mic ở trên đầu thu các bác nhá. Đấy, dòng mic này là dòng mic 4 dâu, giá 1.900.000 bao ship. 1 2 4 7 lên 1 2 3 4 5 6 lên 1 2 4 7 1 2 3 4 5 6 4 7 1 2. Dòng mic này thì độ nhạy của nó rất cao và chất âm thì rất chuyên nghiệp các bác nhé. Với giá tiền là 1.900.000 bao ship. Thì dòng mic này thì mỗi bên nó sử dụng cho một cái volume để to nhỏ tiếng mic, mic A và mic B các bác nhé. Còn nếu mà các bác và anh em muốn thay đổi tần số sóng này, hoặc là muốn tăng tí độ nhạy cho tiếng mic, thì các bác và anh em chỉnh ở 3 nút này. Đấy. Nút mũi tên lên này để các bác và anh em lấy lại tần số sóng nhé các bác nhé. Bây giờ em sẽ thay đổi cái tần số sóng là 160, 760, 725 này đi này. Giữ chặt cái set này để các bác và anh em cài đặt. Đấy. Tìm đến phần tool. Tool này là thay đổi tần số sóng. Đấy, các bác và anh em muốn thay đổi đi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thay đổi cái tần số cũ đi và lấy cái tần số mới. Đấy, bây giờ là nó tần số tai mic này với tần số đầu thu là đang bị sai nhau. Tần số đây là đang là 760, 725 và trên này là 760, 975. Thì bây giờ các bác và anh em muốn reset lại thì các bác và anh em ấn vào cái mũi tên lên này. Đấy, ấn vào mũi tên lên nhìn bắt đầu cái đèn đỏ này nó sáng thì các bác và anh em được giơ cái mắt thần tai mic này vào cái mắt thần của đầu thu thì nó sẽ tìm lại tần số cho các bác và anh em. Đấy, giơ vào. Đấy, khi nhận tần số tai mic thì nó sẽ báo một cái cột sóng ở trên cho bác và anh em nhé. 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Đấy thì cũng tương tự như bên này cũng vậy. Nếu mà các bác và anh em muốn thay đổi tần số sóng thì cũng ấn mũi tên lên này để tìm tần số bằng IR. Tìm đến chỉnh độ nhạy cho tiếng mic này. Đấy, đây là độ nhạy của nó, 85 dB này, 90 dB này. Đấy. Thì chỉnh độ nhạy cho tiếng mic thì nó sẽ có 85 này, 90 và 95 dB các bác nhé. Đấy, thì các bác và anh em thấy cái độ nhạy nào hợp với loa, với tiếng của các bác và anh em thì các bác và anh em để cái độ nhạy cho tiếng mic. 2 4 7 1 2 3 4 5 6 4 7 lên. Đấy, tiếng mic của nó rất đẹp các bác ạ, với giá tiền là 1.900.000 bao ship các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu về dòng mic này gọi điện trực tiếp cho bên em theo số điện thoại là 0979987696. Bên em ship hàng toàn quốc, các bác và anh em được nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Rồi, cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác nhé.